Chào tất cả anh em đam mê xe cộ nha. Hôm nay lại tiếp tục quay video chia sẻ phụ tùng quay Thái và phụ tùng quay Alpha 110-100. Thì mấy bữa trước em có sửa lại cái tiệm đó, mưa nó dột đó anh em. Thì không có thời gian nghe điện thoại của anh em được. Mong anh em thương tình và bỏ qua ha. Rồi trước tiên thì em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ em. Rồi không để mất thời gian của anh em nữa. Thì đây anh em, đây cái tiệm em sửa cũng ok. Tại vì mấy bữa nay là mưa đó anh em, nó dột, đồ thì rất là nhiều, nên mình phải sửa lại để nó không có hư đồ anh em. Rồi đây là em sẽ quay chia sẻ đến anh em luôn. Mong anh em thương tình ha. Anh em xem video có thương em thì cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ ha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều. Rồi không để mất thời gian của anh em nữa, vô vấn đề luôn anh em ơi. Đây anh em, giờ em quay sơ cái nha, một vòng anh em coi rồi báo giá anh em luôn nha anh em. Đồ máy rất là nhiều. Đấy. Rồi bên đây. Chuẩn bị ngày hôm nay á thì em sẽ rã con phu chờ nha anh em. Đây, phu chờ. Đấy, phu chờ đây. Phu chờ dàn chân còn đẹp ha. Rồi em xả tới đâu thì em báo giá anh em tới đó luôn. Dàn áo phu chờ này còn đẹp, giá 900.000 bộ nha anh em. Ha. Không gãy bát nha. Nước sơn còn đẹp nha anh em. Có chì nha anh em, có chì nha, có chì theo năm tháng. Gấp bọc sên đẹp không một lũng à. Như hình nè. Anh em thấy không? Gấp bọc sên đẹp. VIP nha anh em. Này giữa là đẹp lắm nha, tại xe này dàn chân còn đẹp. Chưa vệ sinh. Thì gấp bột sên này em để 600.000 nha anh em. Không, cặp phuộc 500. Đó. Còn cây bô thì nó hơi xét xíu nha anh em. Đó, cây bô hơi xét xíu là chưa rửa, để lát em rửa sạch sẽ rồi báo giá anh em cho nó chuẩn ha. Nếu mà cây này nó giữa nó ra xét hết thì nó trong dao động nó tầm khoảng 400.000 cây này nha anh em. Có thay cổ nha. Rồi bữa nay em cũng xả con này luôn nha anh em. Chiếc quay Thái 110 nguyên zin, đầu nồi bích. Đó, dàn áo zin, tem zin. Có chạy theo 5 tháng. Đó, hôm nay là em sẽ xả hai con. Còn dàn áo quay Thái thì trên em còn đâu khoảng 3 bộ, 3-4 bộ gì đó anh em. Rất là nhiều. Em chắc nè, chắc khoảng 3 bộ á anh em, 3 bộ. Bình xăng con nha, đây bình xăng con 110 nè, em mới soạn ra nè. Bình xăng nhiều lắm anh em. IC cả dỗ luôn nè anh em. Đây IC nè, quay rim, quay Thái, dim Thái, quay Alpha, dim lùng 99, nói chung có đầy đủ phục vụ anh em. Trong này chắc cũng khoảng 3 mấy cục á anh em. Còn trên đây là mô bin sườn các loại ha, ghim Thái, quay Thái, phu trầm 1, ghim lùng 99, quay S Thái, đó, chìa phá, đồng hồ. Tại tháng em quay sơ ra nha, anh em lấy cái món nào á thì em sẽ soạn ra em quay, anh em kết bạn Zalo với màn hình á, em sẽ chụp chi tiết cho anh em xem ha. Tại vì đồ nhiều quá không có phải một hai món quay chi tiết cho anh em được. Mong anh em thông cảm ha, gấp. Đây gấp đây, anh em cứ dưới màn hình anh em kết bạn Zalo với em á. Rồi em sẽ chụp chi tiết hơn hoặc là gọi video. Anh em mình gọi video nó sẽ thật tới hơn đó anh em. Nha. Còn ở đây là ghi đông chẳng ba thì ghi đông á, ghi đông sò khỉ á, không á nha anh em bán 250 một cây. Đây. Nói chung là đồ không công không gì đó anh em. Anh em về chỉ có sơn là anh em đi thôi. Còn chẳng ba nguyên zin thì 400.000 một cây. Em còn cái sườn này MTE chẳng ba MTE luôn nha anh em. Đời 2000 sườn đẹp VIP cọp. Cái sườn á anh em lấy thì em để 2.2 cái nha anh em. Phu trời 600. Đó. Còn lửa thì ở đây em còn khoảng căng 20 bầu lửa. Anh em lửa cọp không nha anh em. Đây.
bảy màu nha, dash còn nè, 99 dash còn luôn nè anh em. Lửa có dash có, bảy màu có, nói chung nó khoảng 17-18 bộ, gần 20 bộ đó. Còn nồi ở đây thì cũng được mười mấy bộ. Đầu đen ha, quay sơ anh em coi ha, gắt chân dài. Đồng hồ, 201 ha anh em, bự zin. Đầu đen, đồng hồ. Đây mấy cái đồng hồ đây. Đồng hồ này đẹp không nha, tại người ta viết cái số điện thoại của em lên đó anh em. Cắn Sài Gòn là số điện thoại nè. À, đồng hồ mặt trong là thôi khỏi chê. Mấy cái này anh em lấy cồn nó chùi cái nhẹ là ra hết à. Còn đây chẳng ba. Chẳng ba thì từ 400.000, 350 cũng có nha anh em. 350, 400.000, 450 là hết. Đầu lòng. Ha, đầu lòng này em còn khoảng mười mấy bộ á. Gấp bọc sên. Ha, mình quay sơ cái anh em vô anh em tham khảo nha. Còn đây là mấy mâm á, mấy cặp mâm 3D đó anh em. Em mấy cặp mâm này em chưng á anh em ơi, chơi mua về chưng chơi. Còn anh em nào đam mê muốn sưu tầm thì em sẽ chia lại. Ở đây em còn cặp cọp lắm nha anh em. Đây, nước sừng zin. Mâm bao VIP. Đó, cái dành ở ngoài này nó còn chạy chỉ luôn là anh em hiểu nè. Thấy không? À, con này mình cũng sẽ rã luôn nha. Cặp bánh mâm nè. Anh em thấy không? Cặp bánh mâm cục máy đầu nồi chưa gớt. Đây, đàn xe nó chuẩn bị rã nè. Đang về nữa nha anh em. Đó, đây còn 5 chiếc, 6 chiếc. 6 chiếc. Cái con ghim ngoài này á là em rút về hồ sơ tên em. Em sẽ dọn nha anh em. Em dọn lên rồi những cái đồ em dọn đi. Nói chung là chiếc game em thích chơi game lắm. Em dọn con này lên Lý Bình Tiệt. Em tới hai con luôn, nhưng con này em dọn. Ở anh em mua nào phụ tùng xe này thì mình sẽ nhường lại anh em nha. Thì xe này xe nhà nha. Anh em nghe kỹ nha, xe này xe nhà. Em xả đồ cũ nữa ra hết để em dọn full mới từ trong ra ngoài. Niền. Niền phu chờ quay thái đồ nó cắt kiểu anh em. Đây, còn ở dưới một đống như nè. Bô. Ha. Gắt chân. Đây, một chùm gắt chân luôn nè. Đó, cứ cặp 200, 250 đó anh em. 200, 250, không có khâu, không có bát nha. Đầu đèn anh pha, trái zin được không nha anh em. Đó, bữa nay em quay sơ hết để cho anh em coi. Này còn mấy cục máy 110 nè, quay S Thái rồi nè. Phu chờ 1 rồi. Còn đây phuộc anh em ơi. Đây, dàn phuộc. Phuộc phu chờ 1 với quay thái. Đó, đùm. Còn đây là đùm. Thôi bữa nay em dọn là cái tiệm em sắp đâu cho nó gọn gàng là hết, nó đâu nó ra đó hết ha. Đùm trước nha anh em. Đùm trước quay thái, gì quay thái có, phu chờ 1 có. Đây. Đây là mấy cái bát nè. Heo trên, heo dưới. Chữ A. Còn đây là bộ E. Bộ E của quay thái 110 thì ở nhà em thì chắc cũng còn 20-30 cái á. Nhiều lắm anh em. Rất là nhiều. Dây điện sườn. Dây điện sườn cộng bán 400 ngàn nha anh em. 400 ngàn anh em có một cộng của thằng Phu Trời Neo nè. GT nha anh em. Đây. Phu Trời Neo GT. Bộ này anh em nào xài luôn sạc luôn cốc luôn nè. Ha, bộ này em bán anh em 350. Phu Trời Neo GT. Dây zin theo xe còn rất là đẹp nha anh em. Phuộc luôn, đây là phuộc trước nè, phuộc trước nè. Phuộc sau em còn mấy cặp phuộc sau của thằng gắn cho quay S Thái mà, nhưng cặp mấy cặp này là ca pha nha anh em. Cặp này là kiểu như cặp phuộc ca pha. Nè. Anh em cái pha phuộc bao đẹp luôn nha, người ta mới gắn ta đi à, bao nhúng nhảy. Thì một cặp như vậy nè, em để anh em 180 ngàn nha. Nha anh em, đó. Anh em về anh em gắn vô xe nhà, xe đi cày đồ, chạy ngon lắm nha anh em. Phuộc mới nè, anh em về chạy bao nhúng nhảy luôn á. 180 ngàn, bữa nay mới xong tiệm luôn. Sale nhẹ nhẹ cho anh em. À, vừa cầm vừa quay nó có rung lắc thôi, mong anh em thương thông cảm nha. Ở bình xăng là còn một thùng ha, một thùng này nha, mấy chục cái. Còn đây nè, chuẩn bị làm bình xăng phục vụ anh em nè. Cái nghề bình xăng là cái nghề của mình nha anh em. Anh em theo dõi kênh mình lâu rồi cũng biết nha,
nay còn mấy chục cái nè. Đó, quay Thái có chung rồi bài là tiễn trên xe gớt xuống không nha. Ghim Thái có đầy đủ nha anh em, quay Thái ghim Thái phun trừ một. Hôm nay chắc cũng khoảng còn 20 á, 20 cái thùng này nè. Bình xăng là nghề của mình mà nha anh em. Xích thăng gia từ bình xăng nha. Lâu quá không làm à. Hôm nay chọn những cái bình xăng ra để lên phục vụ anh em tiếp. Đó, đuôi đèn nè, đuôi đèn qua quay Thái 201 đồ nè anh em. Chứ không phải quên pha nè anh em, đúng quay Thái 201 nha. Đây, cái nữa nè, tại em bữa giờ em xả mấy con 201 á. Còn đây thùng xăng. Đó. Thùng xăng này các kiểu. Mấy cái chá đèn. Thì đây để giờ này quay vô cho anh em coi cái sơ ha. Mấy cái cúc bánh đồ nè. Cúc bánh vô đạp. Vô đạp. Rồi ba mấy cái mắng heo nè. Anh em nào thợ thầy mắng heo thì về gắn làm xe của Thái không nha anh em. Một miếng về em để anh em 30.000 miếng. Đây là khóa yên, bát khóa yên anh em. Đó, bát khóa yên trong đó đó. Đó. Em lấy cái hai cái đẹp đẹp ra để quay anh em coi nè, đó nha, khóa yên nè, đẹp bảy màu luôn nha. Đó anh em, nguyên zin đó, gớt xe xuống sau để vậy luôn chứ không có giữa gì nha anh em. Trong này là ác cái là trong này là đàn là bảy màu vàng khe không anh em. Đó, một đống đó luôn á. Đẹp bảy màu không. Chung bữa giờ em về đồ em bỏ sỉ cho anh em thợ thầy vô lấy nhiều lắm. Thợ vô lấy nhiều. À, bình xăng. Bao vip luôn mới làm cho thằng bạn ở ở quận nhất nha anh em. Nó mới làm mà cái bình này là cái bình phu chờ mập. Bình phu chờ mập này về anh em cho vô đi trái 54 đi bình này cũng được nè anh em. Đỡ hao xăng, nhẹ, nhẹ xe. Bình ra lớn nha. Còn đây còn dư được bình diêm lùng 99. Bình này đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Không tì vết. Không. Còn mấy cái này là cái tớp nè, báo số nè. Mấy này mình không có bán đâu nha anh em. Mấy này anh em nào mua gì á, tặng cho con cái làm kỷ niệm ha. Anh em giao lưu. Chung là trên xe đang xài bình thường nha. Không phải đồ tặng là đồ xin hen về anh em xài không được đâu nha. Mấy cái đó là quăng đi nha. Tặng là phải xài được nha. Mình tặng là về phải xài được. Còn đây IC. Ừ, quên nữa. Bữa nay mình mới về mấy bộ lửa của thằng Echa nè. Anh em vô bộ 3 à, mấy cái lốc nè. Lốc Echa nè. Về đi cúp châm với lửa cha nào đó. Để lắc review nha. Đang trong này để giữa xong cái review anh em ha. Rồi như vậy đi ha. Cảm ơn tất cả anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em đã bỏ ra một thời gian quý báu xem video của em. Nhớ cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em. Chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Rồi chẳng hạn như có món nào anh em mua thì tặng được em sẽ tặng cho anh em làm nói chung là anh em mình giao lưu kỷ niệm được chơi đó. Anh em nào lấy 4 món bộ này alo cho em nha, em bao hồ sơ. Hai con này đồ chân cẳng còn ok nha, đi zin nha, để em rửa xong em xả luôn anh em. Bô bụng rồi cũng còn đẹp ha. Rồi, video tối nay em xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em nhiều nha.